Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Omega. Đây là một chiếc khá là đẹp, nằm trong bộ sưu tập là Công Tê, một trong những bộ sưu tập kinh điển và là bộ sưu tập cao nhất của Omega. Với thiết kế phần khung vỏ khá là độc đáo, với đường kính là 37mm và độ dày trên chiếc này là 9.5. Cùng với cặp lung càng thiết kế ấn tượng, nó gần như là liền với cả phần thân này. Đó, và với thiết kế này thì anh em lên tay một chiếc 37 thì nó sẽ tựa như là một chiếc 38, 39 của những cái dòng khác ạ. Rất là đẹp, và với thiết kế này thì anh em cổ tay trung bình và cổ tay to thì có thể chơi được nhá. Bên trong mặt số của chiếc Omega này thì được thiết kế bằng dial màu trắng trẻ tia sunburst rất là đẹp. Những cọc số thì được hãng thiết kế bằng cọc số vạch và được đánh vát rất là nhiều cạnh để tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Vị trí góc 6, 9, 12 của chúng ta được trang bị lên hai cọc số. Góc 3 giờ thì sẽ là một ô lịch ngày. Vị trí góc 12 giờ là một cái logo Omega, dòng chữ Omega. Bên dưới thì sẽ là Công Tê và Coaxial Chronometer. Chiếc này sử dụng vào bộ máy Omega 2500, sử dụng bộ thoát Coaxial và chạy chuẩn Chronometer cho độ chính xác cực kỳ cao. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ Squidbet này. Bộ kim được tạo hình dạng kim lưỡi kiếm rất là sắc bén, với kim giờ kim phút được phủ dạ quang, kim dây chạy cực kỳ mượt. Mặt kính sử dụng vẫn là một mặt kính sapphire nguyên khối giúp anh em tránh được vết xước. Và cái niềng bezel của chúng ta thì được hãng thiết kế bằng những cái số hiển thị là số La Mã, nó gần như là thay cho những cái cọc số của cái lọc trong cùng, rất là hay. Và với thiết kế này thì nó tạo chúng ta cảm giác vẫn cổ điển, lại pha một chút đương đại, tân cổ giao duyên rất là tuyệt vời. Ở phần thân thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây như mình vừa chia sẻ với anh em, bộ dây được tạo hình rất là hay, đặc biệt là nó gắn gần như là liền với cả phần lắc tu lắc này, đó, tạo ra sự liền khối. Với các cái mắt của chúng ta thì sẽ có những cái chi tiết được hoàn thiện phay bóng và đan xen với cả những cái chỉ phay xước rất là hay. Đi kèm thì chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa của Omega, bộ khóa quen thuộc rồi, và đặc biệt là cái logo của hãng được thiết kế bằng vàng 18K luôn nhé. Đó. Phần đáy của chúng ta thì thiết kế một cái đáy lộ và sử dụng bộ máy là Omega 2500, bộ máy kinh điển là VT tuổi của thương hiệu. Với bộ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ là 27 chân kính, tần số rộng là 25.200 VPH và thời lượng chữ cốt của chúng ta là 48 giờ. Bộ máy được hoàn thiện rất là đẹp rồi. Phần đáy của chúng ta thì thiết kế bằng những cái điểm lõm xuống hình tròn, đây là những cái vị trí để đặt vam, vặn cái lắp đáy này ra để chiếc bộ máy bên trong bảo dưỡng lau dầu cho anh em. Phần đáy của chúng ta sẽ có một số thông tin được hãng chạy khác là dòng chữ Omega Constellation này. Độ chống lớp trên chiếc này rất là cao, lên tới 100m anh em nhé. Cùng với đó chúng ta sẽ có bộ thoát sử dụng là Coaxial Equipment. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ cái số seri được chạy khác ở phần lung càng. Và bộ máy Omega 2500 này thì có khả năng chống nhiễm từ rất là cao. Và chiếc này thì là một chiếc qua sử dụng và anh em có thể thấy độ mới còn khá là cao. Chiếc này thì bên mình về với tình trạng là chỉ còn đồng hồ và giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 33 triệu mà thôi. Nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lấy tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.